Dạ vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Dung Audio, có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Số điện thoại là 0378 030 730, em đang để trên màn hình nhỏ các bác anh nhé. Như các bác biết rồi, kênh bên em này luôn chuyên âm thanh bãi, tư vấn lắp đặt thiết bị karaoke gia đình, phòng hát, phòng trà. Đấy. Thì ở những video trước thì chủ yếu em lên cho các bác là mic và vang, có những video có cả loa. Thì trong video ngày hôm nay thì em lên cho các bác một con súp hơi các bác nhé. Súp hơi bãi xịn bát 40 các bác nhé. Đấy, thì con này nó thương hiệu của nó là CMK Audio Acoustic này. Thế thì trên từ của nó đây có tem này, có trang web đầy đủ các bác nhé, CMK Acoustic này. Đấy, CMK này, tất cả còn nguyên tem nguyên mác các bác nhé. Đây tem của nó đây các bác nhé, tem đây là seri thì phải. Đấy, đấy, tất cả xung quanh có tem dán hết, tem kiểm này. Đấy. Đây từ rất là to, từ 220 và côn là côn 100 các bác nhé. Rồi các bác nhìn đây, đẹp nét căng luôn. Con này côn của nó thì ở trong vòng côn của nó thì nó có một cái lớp keo trắng rất là đẹp, nhìn trông rất là chắc chắn. Thường thì những quả súp người ta cũng tất cả các dòng súp người ta đều có thêm một cái lớp keo dày to ở đây, vì là cái quả súp nó đánh áp lực rất là lớn, nên là để tránh cái tình trạng bong cổ côn, bong nhện, người ta cho keo rất là chắc chắn. Đấy, các bác nhá, zin 100% các bác nhá. Đây keo này, các bác nhìn cái lớp keo của nó lét căng này. Đấy, mịn căng. Đấy, keo rất đẹp luôn. Đấy, từ rất là dày. Đấy, từ rất là dày các bác nhá. Con này thì đánh cho ra chất âm thì quá là uy lực và rất tiếng bát rất là sâu mềm các bác nhá. Đây đây là gân của nó nhá, màng thì màng sóng các bác nhá, màng sóng này. Cho tiếng bát ra rất là bay rất là xa. Đấy. Đây, màng sóng này. Đấy, gần hai sóng các bác nhá, gần hai sóng. Đấy. Con này sau ra cái trước khi gửi đi là cho các bác là bọn em sẽ cho keo dưỡng vào các bác nhá. Đây của nó có lớp keo có nhưng mà cho quá trình thời gian sử dụng lâu dài của nó cũng hơi khô rồi. Giờ còn hơi có độ dính nữa thôi. Thì khi mà em gửi hàng đi các bác là bọn em sẽ quét thêm một lớp dưỡng gân ở đây nhá các bác nhá. Còn lại thì hàng nó như thế này, về nó zin đẹp như thế này các bác nhá. Đấy, tất cả còn bao nguyên zin hết các bác nhá. Đấy, rất đẹp. Con này tiếng bắt rất là hay. Đấy, thùng thì con này thùng rất là nhỏ gọn các bác nhá, thùng rất là nhỏ gọn nhưng mà nó rất là sâu các bác nhá. Ở đây thì các bác đang nhìn thấy đây rồi. Đấy, các bác này là bát 40, từ 220 côn 100. Đấy, nhưng mà thùng của nó thì chiều rộng của nó chỉ có 46 phân này. Đấy, các bác nhìn này, 46 phân này. Và chiều dài của nó chỉ có gọi là 50 phân. Đấy. Một chiều 46, một chiều 50 các bác nhá. Đấy, chỉ có 46 và 50 thôi. Rất là đẹp, rất là nhỏ gọn các bác nhá. Như chiều sâu của nó các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn chiều sâu của nó là 60 phân, 61 phân. Đấy, chiều sâu 61 phân các bác nhá. Đấy, rất là sâu, cho tiếng bát rất là uy lực các bác nhá. Tiếng bát rất là sâu và uy lực. Đấy. Rất là sâu và uy lực. Đấy, thùng của nó thì thùng gỗ chắc chắn các bác nhá. Thùng gỗ rất là chắc chắn và rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây, các bác nhìn này, thùng rất là đẹp nha, về không phải vệ sinh, không phải mông má gì nhưng mà rất là đẹp luôn ạ. À, rất đẹp luôn, không có xước sát gì đâu các bác nhá. Đấy, nguyên zin nhá, cái sơn này sơn nguyên zin của nó nhá các bác nhá, không phải là tỉa tót gì cả, nhưng mà bọn em chỉ lau chùi đi nhưng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, thì có một quả này thôi, hôm nay em bán cho các bác giá là 4.200.000 các bác nhá. 4.200.000 một quả súp hơi bát 40 bãi xịn, hàng đẹp. Con này đánh bao cho các bác đánh phòng tầm 35m² thì quá ngon lành cành đào các bác nhá. Tầm 35 đến 40 mét vuông các bác chơi một quả này và một cặp full 30 nữa thì kết hợp thì quá hoàn hảo rồi các bác ạ. Đấy. Các bác sử dụng khi các bác sử dụng súp hơi thì các bác nên lựa chọn những con đẩy có ít nhất là 700W. Đối với súp 40 con 100 này, ít nhất là 700W trở lên các bác nhá. Đấy. Nhưng mà các bác mà đánh những con đẩy đuối quá thì tiếng bát nó sẽ không được tròn, nhiều khi các bác lại đổi cho tại bát đánh không hay. Các bác phải đẩy con đẩy nó phải khỏe hơn đối với công suất thực của con súp này rất là nhiều thì đánh tiếng bát của nó ra mới tròn mới hay được. Đấy, con này thì cực kỳ là công suất của nó cực kỳ là khủng luôn. Đây cái căng của nó đây các bác nhá. Đây con này căng của nó đây, căng của nó thì bên trong có một lớp đây của nó lắp chuẩn ra như này. Đấy, đấy, các bác nhá, căng của nó đây, tem là tem Martin các bác nhá. Đấy, có thể là do bên kia họ dán mà. Đấy, có thể là bên kia họ bị mất tem họ dán lại, còn đây là hàng về đến nhà là em có nguyên bản này như này. Đấy, thế còn tem của nó trên từ bát của nó là CMK Audio
CMK Audio các bác nhá. CMK Acoustic. Thùng rất đẹp luôn, thùng vách rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đối với cái súp này thì bọn em cũng không làm video test, bởi vì là thực ra khi test chất âm súp thì nghe qua cái điện thoại thì cái điện thoại nó thu âm nó không được chuẩn tiếng, cho nên là anh em chỉ nhìn cấu hình. Đấy. Con này thì em bao tiếng sâu, tiếng bass sâu, tiếng căng tròn cho các bác và rất là uy lực các bác nhá. Đấy. Đối với tầm giá hơn 4 triệu thì các bác cũng không thể mua được quả súp nào hơn rồi. Đấy. Khẳng định các bác luôn. Ok, video em xin kết thúc tại đây nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0378 030 7330. Đối với quả súp này em bán 4,2 triệu là giá chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Và khi các bác mua hàng thì các bác cọc cho em ít nhất là 500.000 thì bọn em mới gửi hàng các bác nhé. Bởi vì một quả súp này gửi đi rất cước rất là cao các bác nhé. Hàng rất là nặng và công đóng gói rất là kỳ công. Còn em ưu tiên các bác mua súp thì các bác đến nhà. Còn đối với các bác ở xa mà thực sự tin tưởng cọc cho em được 500.000 thì em gửi hàng đi các bác nhé. Còn hàng em bao đúng chuẩn chỉ như quảng cáo, sai các bác có thể trả lại em lại trả lại tiền cọc. Ok chưa các bác? Đấy. Đối với các bác, đối với tất cả những hàng nặng mà các bác kể cả mua, khi mua cả một combo thế thì các bác nào tin tưởng thì chốt hàng thì các bác cọc cho em số tiền cước vận chuyển hai đầu các bác nhé. Có nghĩa là cả chiều đi chiều về trong trường hợp mà các bác xác định mua hàng. Đấy, còn các bác em, các bác không mua hàng thì các bác cảm thấy chưa tin tưởng, các bác có thể tìm hiểu tham khảo. Đấy, còn khi các bác đã thực sự tin tưởng chốt hàng thì các bác cọc cho em 500.000 tiền cước đối với con trầm này nha các bác nhé. Bên em thì còn rất nhiều trầm, ví dụ như là quả trầm DK này là trầm 2 bát 30, có nghĩa là trầm kép 30 các bác nhé. Hay là trầm mem kia là trầm súp đơn 50 côn 100 nha các bác nhé. Đấy, đơn 50 côn 100 trầm hơi các bác nhé. Đấy, ví dụ như cặp DK kia là em đang bán 5 triệu một chiếc, 5,5 triệu một chiếc các bác nhé. Các bác mà mua cả cặp thì là 10 triệu. Đấy, 5,5 triệu một chiếc các bác nhé. Một chiếc này thì nó khá là to, đây là trầm kép 30 các bác nhé. Nhưng mà con này đánh thì hay, đánh ngang cơm với lại súp 50 các bác nhé, ngang cơm với quả súp 50 côn 125 luôn. Con này hai quả bát 30 côn 76. Đấy, thì các bác đi qua thì nhớ cho anh xin nút like các bác nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh các bác nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em. Rồi. Video em cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi.